Alo em, đây anh check bài nhá. Cái bài này thì anh thấy như cái phần nộp trước của em so với cái phần nộp này thì nó không có khác nhau là mấy. Ở đây thì xem nào. Cái này của em nó đang không ổn lắm nhá, nếu mà nói về cấu tạo, còn về cách dựng thì bây giờ anh sẽ check xem nó như thế nào. Trước tiên đấy là cái việc mà mình sẽ phải, tức là mình sẽ phải xoay cái bàn này lên theo cái phương làm việc của mình cho nó dễ. Ở đây nó sẽ có một cái view 3D kiểu như này. Cái phương làm việc của mình nó sẽ nằm ở cái phần trục ở bên trên. Đây này, em nhìn thấy không? Trục Z nó sẽ có màu xanh như này. Đấy, thì bây giờ khi mà em làm như này ấy, cái việc quay xoay sở của em nó rất là ngượng, đúng không? Bây giờ em để em xoay em nhìn thẳng theo chiều kia thì em không xoay được. Đấy. Thì chả ai để cái bàn nó quay theo kiểu như thế này cả. Thì khi mình vẽ nhé, khi mình vẽ thì mình phải xoay theo cái hướng mà mình dùng bình thường, đúng không? Ít nhất là như thế. Đây, mình xoay theo cái hướng như thế này để lúc nào mình đấy mình nhìn nó thì nó dễ dàng hơn, được chưa? Đấy nhá, đây là cái bàn của em này. Thì thứ nhất đấy là bây giờ ở trong cái phần bàn như thế này thì cái việc dựng của em nó đang không được ổn một tí nào so với một cái bàn. Đấy, nếu mình làm nhé, thông thường mình làm thì mình nên làm như này. Ví dụ như các cái phần mặt bàn này mình dựng này, đây mình sẽ thao tác thử cho em. Đấy, sau đó thì mình chọn toàn bộ cái mặt bàn nó mình group lại nhé, group chuột phải group lại. Tiếp theo là những cái phần khác, đây những cái phần khác của em. Bây giờ anh vẽ xem dựa trên cái nền của em luôn nhé. Đấy, thì chân bàn này, mặt bàn được tách riêng, nó sẽ như thế này. Đây, nó như này. Thì sau này kể cả khi mà em thao tác những cái phần khác, ví dụ như đây, mình sẽ ghép nối với các ván với nhau. Đây là ván của chân đúng không? Thì bây giờ mình muốn sử dụng lại cái ván chân này luôn. Đấy, thế anh nghĩ là cách dựng thì ở trong cái phần hướng dẫn anh đã nói rất là nhiều rồi. Đấy, như này thôi, đây là mình được cái chân rồi. Thì bây giờ mình muốn rằng cái chân với cả cái phần này nó chắc chắn hơn. Thì ví dụ như ở dưới này của em nó có một cái hộc nữa này. Có một cái hộc ở đây đúng không? Cái hộc em có thể dùng cái chân này luôn để em làm cái hộc này. Đấy, anh copy thì nó rất là đơn giản thôi. Mình chọn đối tượng, sau đó mình bấm Ctrl. Thì bây giờ nó đã trở thành copy rồi. Và mình đưa cái điểm này. Đây nhá, bấm Ctrl là thành copy này, đưa ra đây. Vậy là em đã copy được đúng cái vị trí luôn. Trường hợp mà không có cái mẫu sẵn này thì đơn giản là em đưa đánh kích thước thôi. Đây nhá, ví dụ như này. Em muốn cái khoang này nó là bao nhiêu thì bây giờ mình đánh kích thước ví dụ như là 400 chẳng hạn. Đấy. Thì đơn giản như thế thôi. Đúng không? Tiếp theo là mình đi các cái phần khác. Bây giờ mình đã làm được cái phần này, nó sẽ là phần chân này. Cái này cũng có thể coi là chân hoặc là hồi của cái hộc tủ này nếu mà em muốn. Đấy. Thì bây giờ ở đây nó sẽ có một cái phần răng ở trên. Trường hợp này nếu mà em không có răng ở đây thì cũng được, chả sao cả. Nó sẽ có cái phần phía sau này. Cái phần phía sau này người ta gọi là yếm bàn. Nhá. Thì ví dụ như cái yếm bàn của anh nó sẽ có độ dày là 18 ở đây chẳng hạn. Thì thông thường nếu mà cẩn thận thì mình căn nó. Đấy, mình căn các cái phần này. Chiều cao này ví dụ như ở đây anh muốn nó là vào khoảng 400. Đấy. Vậy là mình đã có một cái phần để mình ke rồi. Và khi mà mình group lại ấy, thì tất cả những cái hệ này của em nó sẽ không bị dính vào nhau. Và cái việc sửa chữa rồi cái việc mình xem các đối tượng nó rất là dễ. Đấy, ví dụ như anh làm như này. Ở đây anh không muốn nó phẳng mặt ra ngoài. Để anh muốn xử lý với tiếp giáp thì anh có thể đẩy nó vào trong một chút. Ví dụ như anh đẩy vào trong như thế này. Thậm chí em đẩy vào sâu nữa để sau này khi mình đục cái phần lỗ kỹ thuật ở đây. Để mình đưa những cái, ví dụ đây là bàn làm việc. Thì mình sẽ có rất là nhiều cái phần đường điện các thứ lên mặt bàn. Dùng máy tính mà. Đúng không? Thì mình lại cố tình mình để nó vào trong. Đấy, ví dụ như mình cố tình mình để nó hẳn vào trong như này. Để mình có cái đường ở trên này để mình sử dụng. Đấy, thì đây là đã giằng được hai cái phần chân này lại với nhau rồi. Đây, giằng lại này. Đấy, thì thông thường ấy, với những cái bàn người ta sẽ có thêm một cái phần giằng ở đây. Cái này nó sẽ là cái dây ngăn kéo. Ngăn kéo thì mình cũng không thể vẽ như này được. Vẽ như này nó thành một cái hộc và một cái hốc đi vào như này. Thì với một cái khoảng cách như thế này, bé tí như này thì gần như là tay của em không thể thọc vào trong này được. Chỉ có xuôi được thôi. Nhưng mà chả lấy được cái gì cả. Đấy. Nha, người ta chỉ để bàn phím ở đây thôi. Thì em phải biết là cái chức năng của nó như thế nào. Đấy. Tiếp theo là đến các cái phần khác, ví dụ như ở đây em sẽ có là cái phần đáy đúng không? Bây giờ mình sẽ làm cái phần mặt đáy này. Hay ví dụ như ở đây anh sẽ đẩy nó lên vào khoảng 60 đi.
là cái phần chân này đấy. Thì bây giờ mình có group thì mình dựng nó rất là dễ, mình hiệu chỉnh các thứ nó cực kỳ dễ dàng luôn, thấy chưa? Đấy thì từ cái phần này thì bây giờ ví dụ như là mình muốn dựng tiếp cái phần mặt đáy này thì mình vẽ như này thôi. Đây nhá, thì từ tính từ cái điểm này đi, hoặc là cái điểm này thì chuẩn hơn này. Đây. Đấy, thao tác nó cũng rất là dễ khi ở cái phần mặt phẳng này. Thế thôi, sau đó mình đẩy nó lên. Đây là mặt đáy này. Bây giờ muốn cái phần đằng sau nó chắc hơn nữa thì thường là người ta sẽ làm thêm một cái chân đế ở đây nữa. Đấy, thì đây là xong mặt đáy. Bây giờ cái mặt hậu của em, thì mặt hậu thì bây giờ với cái khóa này thì em chỉ cần vẽ đúng cái phần mặt này thôi. Và em đẩy nó vào có độ dày. Ví dụ như ở đây anh để vào khoảng 3 này là bằng alu nhá. Và mình group nó lại. Đấy. Vậy là xong cái phần khung. Tiếp đến của em nó sẽ là cái phần bên này. Thì thông thường người ta sẽ có một cái rằng ở đây nhá, một cái rằng của cái phần này. Đây thì ở trên này người ta sẽ có một cái phần rằng này và nó chỉ khoảng 40 đến 50 thôi. Thì ở đây ở dưới anh để 60 thì ở trên anh hạ vào đấy. Như này, rằng các cái phần đối tượng này lại với nhau tạo thành một hệ khung cứng. Bây giờ cái hộp ngăn kéo này thì em chỉ có là em lắp nó vào thôi. Bây giờ như này là lắp là phần dây vào thôi và nó có sẽ có những cái rằng giữa. Nhưng mà trước tiên thì mình cứ vẽ cái mặt đã. Đấy, cái mặt của ngăn kéo của em nhé. Ví dụ như tính từ trên này của em đi. Đấy, mình sẽ dùng cái này mình kè này. Đây là cái đường sinh nhá. Mình cóp từ trên này xuống này. Ví dụ như cái phần ngăn kéo của em nó sẽ đi hết cả cái phần này đúng không? Cóp từ trên xuống, sau đó thì mình chia ba nhé. Nhìn ở góc phía dưới bên phải nhé. Chia ba này. Đấy, thì ra ba cái mặt ngăn kéo giống hệt nhau. Đấy. Thì trong trường hợp này thì mình đơn giản là mình vẽ như này thôi. Tốt nhất là vẽ cả phủ mặt luôn, giống như của em. Đây, xong mình đẩy nó ra. Đây. Nhưng mà cái phần này của em thì bây giờ nó đang phẳng mặt nha. Thông thường người ta cũng ít khi người ta làm phẳng mặt như này lắm. Người ta vẫn phải có một cái phần chìa ra nhé. Đấy. Như mình group nó lại. Sau đó thì mình cóp thôi. Mình cóp nó xuống thôi. Đây. Ba cái thằng bằng nhau. Còn trường hợp mà của em muốn có những kích thước cụ thể ấy, thì em cứ vẽ cái đường gióng này theo kích thước cụ thể ở dưới to này, ở trên nhỏ của em ví dụ như này. Đấy. Thì mình đưa ra những kích thước kia. Đúng không? Đấy, ví dụ như anh muốn ở trên nó nhỏ hơn và với một kích thước mà xác định đi. Đây ví dụ như đây là 200 bao nhiêu đây thì anh muốn nó là 150 đúng không? Thì anh vẽ từ đây xuống là 150 này. Xong từ cái đối tượng này mình đẩy nó lên. Đấy mình chọn mặt xong mình đẩy nó lên thôi. Bây giờ từ cái phần này thì bắt đầu mình cái cóp ra. Đấy. Bị lệch đúng không? Đây. Đấy, trước tiên là như thế này. Cóp từ đối tượng này xuống đối tượng này. Bây giờ cái phần dưới này em muốn nó to thì mình đẩy nó lên to đùng luôn. Đấy. Thì bất kỳ một kích thước nào em cũng có thể làm được. Bây giờ dựng cái hộc đằng sau này. Cái hộc đằng sau này thì em có thể có mấy cách. Thứ nhất là mình có thể là mình cóp cái phần này ra để mình làm sang bên cạnh. Trong trường hợp mà em chưa biết ẩn đối tượng thì mình có thể cóp sang như này để mình làm cái hộc. Ở phần giữa này thì thường người ta sẽ có một cái hệ rằng. Rằng ở đoạn ngang này nhá. Như này này, để em hình dung này, có một cái rằng ở đây. Đấy. Tốt nhất là mình nên vẽ kích thước chính xác. Đây cái này để cho em hiểu cấu tạo thôi. Đấy, có hệ rằng như này. Rằng cái phần này và ở trên này bắt đầu là nó sẽ có cái hộc ngăn kéo. Hộc ngăn kéo bắt đầu mình dựng ở đây. Đó, mình đẩy nó vào thôi, nếu mà muốn sâu thì sâu hẳn ở đây trước này. Đây là phủ kín trước nhá. Đây thì mình sẽ đẩy vào khoảng 20 để mình không bị sát với cái phần đáy à, cái phần hậu bên đằng sau. Chỗ này mình là cái phần dây thì mình bỏ nó ra vào khoảng 12. Đây độ dày của dây 12. Đấy và bây giờ thì mình dựng cái phần mặt này. Phần này thì mình cứ lấy 18 tạm thời như thế. Và mình sẽ check cái phần trên này xem nào. Đây là 118 đúng không? Thì anh cứ đẩy xuống vào khoảng 115 để nó được cái phần này đã. Đấy thì đây, group nó lại này. Nhá. Chọn nhấp đúp à, nhấp 3 lần sau đó thì group nó lại. Được chưa? Từ cái phần này thì mình không muốn sát trên quá. Đấy, mình không muốn sát cái phần trên quá. Ví dụ như ở đây thì em có cái phần gân kia đúng không? Đấy nhá, anh sẽ giải thích cái đoạn này cho em xem nhá. Đây, khi mình làm như thế này thì nếu mình vẽ cái phần này mà nó sát với cái phần G này quá thì mình sử dụng nó sẽ bị sạt vào đây. Đúng không?
cho nên là cả cái phần trên và phần dưới mình sẽ phải cách ra một đoạn. Ví dụ như cái quãng này, bây giờ anh chọn đối tượng như này thì sẽ chọn được cái mặt bên dưới đấy, anh đẩy nó lên. Ví dụ đây mình nên để vào khoảng một phân để mình cách nó ra. Tương tự bên trên này mình cũng sẽ kéo nó xuống là khoảng 10 này. Đấy, thì em sẽ có một cái hộc như này. Bây giờ từ cái hộc này thì mình sẽ cóp được thành cái hộc bên dưới, đúng không? Đấy, cóp thành hộc bên dưới và thậm chí cả hộc bên dưới nữa. Đấy, ví dụ anh cóp xuống dưới này, cứ cóp xuống dưới đã. Đấy, cóp xong thì bây giờ cái này vẫn bị lệch đúng không? Đây, đại khái anh cứ cóp xuống dưới đã nha. Đấy, bây giờ em có thể hiệu chỉnh nó, đẩy nó hẳn xuống dưới đi. Đấy, cần thiết thì em đẩy nó hẳn xuống đây, xong em đẩy nó lên, thích bao nhiêu thì cũng có thể được bấy nhiêu đúng không? Và cái phần dưới này thì mình hiệu chỉnh tiếp, mình đẩy nó lên. Đấy, mình chia thành từng khối này mình làm cực kỳ dễ. Và từ những cái phần này thì bây giờ em có thể cóp lại mu luôn cũng được. Đây. Đấy. Như này. Như này thì em sẽ thấy là nó đang bị gặp bất cập. Cái phần này đúng không? Cái phần này của anh là đang lỗi, copy nó bị lỗi đúng không? Đây này. Cái này thì chuẩn này. Đấy, cóp lại nào. Từ góc này sang. Vẫn lỗi đúng không? Đây là vẽ sai mà. À không, cái phần này anh chưa lấy. Kéo sang luôn nhá. Yeah, phần trên đúng này, phần này đúng này. Phần dưới này thì bị đúng không? Bị chạm vào cái phần đáy này. Lên một khoảng 20 nữa là đủ. Bởi vì nó bị mất cái phần đáy này. Thấy chưa? Đấy. Thế thôi, đây cách mình làm, nên khi mình làm kỹ rồi là mình vẽ thêm những cái phần tay nắm các thứ vào. Đây. Cẩn thận thì anh có thể chọn những cái phần này với nhau, sau đó mình group lại. Nếu mà mình cũng muốn kéo nó ra thì bắt đầu mình sẽ chọn được hai đối tượng này để mình kéo nó ra. Đúng không? Đấy, kéo nó ra thế thôi. Nhá. Cái phần này nếu mà em không biết cách ẩn thì bình thường mình ẩn này, ẩn nó đi này. Bây giờ mình muốn hiện nó lên thì thông thường ấy mình sẽ có cái kiểu là hiện toàn bộ lên, hoặc là mình bật một cái lưới để mình chọn, mình có thể chọn được nó để mình hiện nó lên, ví dụ lưới như này. Thì em có thể chọn và em ăn hai đấy đúng không? Thì trong tình huống của anh thì anh sẽ dùng lệnh tắt, nó sẽ nhanh hơn. Tất nhiên là bây giờ hiện tại thì mà em chưa dùng rồi, em phải có những cái thao tác cụ thể đã, thì sau này khi mà những cái phần này nó làm nó ngon lành ấy thì bắt đầu mình mới vào dùng lệnh tắt để mình tăng tốc nó lên. Trước tiên những cái phần cơ bản của bọn em nó chưa được ổn đấy. Thì đây là một cái tủ cơ bản và mình một cái bàn làm việc cơ bản mà mình có thể dựng. Và nếu mà mình muốn đúng kích thước, đúng cấu tạo thì nó sẽ có riêng những cái phần đấy, nhưng mà ít nhất là em cũng phải dựng được như thế, đúng không? Bởi vì đã có hai cái bài học rõ ràng về cái vấn đề đấy rồi. Và cái bài tập của em ấy nó không phải là cái bàn làm việc này, nó là một cái bàn trà. Thì bây giờ đơn giản là mình lên mạng mình search một cái hình ảnh bàn trà, mình căn cái kích thước những cái phần hướng dẫn này đã có rồi, đúng không? Làm lại nhá. Bây giờ em sẽ thử thực hiện hai cái bàn trà cho anh, bởi vì em cũng không động đến két nhiều. Thì bây giờ mình lên mạng mình tìm cái bàn trà một cái cũng được. Đấy. Sau đó thì làm lại cái bài tập đấy và nộp lại cho anh nhé.